Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng chủ trì hội nghị tổng kết thực hiện đề án giám sát đại biểu dân cử trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017-2020. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Minh Trung dự hội nghị. Giai đoạn 2017-2020, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng, Hội đồng Nhân dân thành phố đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức hơn 300 cuộc tiếp xúc cử tri và tiếp xúc theo chuyên đề nhóm đối tượng nơi cư trú hoặc kết hợp lấy ý kiến một số dự án luật mà nhân dân dư luận quan tâm. Qua các cuộc tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã thu thập 1.296 ý kiến kiến nghị của cử tri thành phố. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp nhận và đã có văn bản chuyển Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét, giải quyết 1.361 trên 1.638 kiến nghị, đạt tỷ lệ trên 83%. Các đại biểu đã tự giám sát và tham gia giám sát hơn 600 lượt thực địa tại các địa phương. Nhìn chung, công tác giám sát đại biểu dân cử đã được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận quan tâm hướng dẫn, được các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, phát huy hiệu quả vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn của đại biểu dân cử trên địa bàn, tạo được sự đồng thuận và niềm tin của cử tri, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã khen thưởng cho 7 tập thể có thành tích tiêu biểu trong hoạt động giám sát đại biểu dân cử giai đoạn 2017-2020.